vì sao không nên đi phượt bằng tay ga? Vấn đề xảy ra khi đi phượt với xe tay ga thường là ở những con đèo. Bởi vì lúc đổ đèo bằng xe tay ga phải già phanh liên tục để tránh xe lao đi quá nhanh. Việc hai phanh bó sát trong khoảng thời gian dài dễ gây ra hiện tượng cháy bố thắng, xe mất phanh và lao tự do. Bánh xe thường nhỏ, gầm xe thường thấp khiến cho việc di chuyển qua những cung đường khúc khuỷu, gập ghềnh nhiều đất đá gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, xe tay ga thường có mức tiêu hao xăng cao hơn xe số, việc sửa chữa cũng khó hơn.